Và hôm nay chỉ có duy nhất một câu hỏi được lựa chọn mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời. Hãy sử dụng quyền năng của mình hợp lý nhất. Xin mời ba bạn thống nhất là mình sẽ lựa chọn câu nào. Thầu kiến thức đi. Anh đồng ý về kiến thức, em sao? Kiến thức. Câu 6 kiến thức nhá. Ok, bọn em đã có ý kiến chung đó là câu số 6 về kiến thức. Câu hỏi của chúng ta như sau. World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở nước nào? 4 gợi ý. 1. Brazil. 2. Anh. 3. Uruguay. Và 4. Pháp. 30 giây trả lời bắt đầu. Sở trường hay sở đoản đây? Hết thời gian. Ở đây ai chơi đá banh nhiều vô tay? Em có. Em có à? Nhưng mà em thì theo dõi Euro với cả những cái cúp của Việt Nam thôi. Còn World Cup mà từ thế giới sâu xưa xưa thì làm gì có TV mà xem đâu. Đâu biết được. Theo em thì em nghĩ đâu là câu trả lời chính xác? Em nghĩ đó là anh, bởi vì là anh là cái nôi của bóng đá. Mr. T. Trời ơi, hỏi câu gì mà xa xôi vậy? Tận World Cup lần đầu tiên. Nếu mà nói là đội bóng nào vừa vô địch AFFF thì chắc chắn đó là Việt Nam. Việt Nam. Nhưng mà để nói là World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở nơi nào thì hơi khó về kiến thức của em. Nhưng mà linh tính của em rất yêu thích đội bóng Brazil. Có Ronaldo béo này, có Neymar. Thì em sẽ chọn là Brazil. Ok. Mọi người một ý kiến luôn á. Trời ơi, hấp dẫn đây. Em là nói về đá banh là em thua. Em không có đi đá banh nhiều, cho nên là em chọn theo cảm tính thôi. Em hát trong đầu á, kết thúc bằng chữ nào thì em chọn chữ đó. Thì cuối cùng là nó kết thúc bằng chữ Pháp. Pháp. Chúng ta có 3 sự lựa chọn. 1 Brazil, 2 là Anh, 3 là Pháp. Cuối cùng ra Uruguay nữa. Uruguay. Không ai lựa chọn cả. Và đáp án của chương trình là World Cup lần đầu tiên được tổ chức với 13 quốc gia tham dự. Đó chính là Uruguay. Đúng như ủa sao mình nói đúng vậy? Ê, cảm giác mình tự nhận là mình thích đá bóng nó cứ sai sai. Chia buồn với 3 thành viên còn lại, chúng ta bị trừ 15 điểm mỗi người. Và chúng ta sẽ phải loại đi một người mà chúng ta nghi ngờ và muốn đảm bảo là an toàn cho mình ở vòng sau. Xin mời Huy Cung. Nãy giờ cái người mà em vừa chỉ ấy là em nghi ngờ nhất. Cảm ơn em. Không phải Bảo Cun đâu. Hả? Không phải Bảo Cun đâu. Chờ đây còn nó 3 người, không phải Bảo Cun đâu. Thế thì Mr. T nè. Em đang có một cái linh cảm nho nhỏ thôi nhưng em không dám chắc chắn. Linh cảm của em đó là Huy Cung. Ở cái câu World Cup liên quan đến chủ đề bóng đá, mà khi mà Huy Cung nói ra bào chữa là mình rất là người rất yêu thể thao, rất yêu bóng đá với những lập luận. Bởi cái đấy là cái kiến thức cơ bản. Nhưng mà cái mà Uruguay tổ chức thì em không hề biết. Bởi vì là nước Anh là cái nước, cái nôi của bóng đá. Ai cũng biết là cái vấn đề đó thôi. Đấy là cách và em chọn anh. Đấy là cách em diễn thôi phải không? No, đấy là con người của em. Và Bảo Quân thì sao? Em có một cái cảm nhận là anh Mr. T sẽ cầm một cái thẻ là thẻ copy. Còn Huy Cung thì nguy hiểm hơn. Cái cảm giác anh Danh Bi là ngay từ đầu thì cái cảm giác người kế tiếp của mấy người đếm số 2, đếm qua. Đó thì em nghĩ là Huy Cung. Hình như có Huy một Cung sự chia bè phái từ trước. Không em hề, cảm thấy có mùi không hề. Tất cả bây giờ phải đưa ra lập luận làm sao để mà người ta theo phe em này. Em là một người rất trong sạch. Còn nãy giờ em chỉ nghi mỗi Bảo Cun thôi. Ê, sao kỳ vậy? Sao nãy mới kêu Mr. T xong giờ qua Bảo Cun rồi? Thế mới nói. Nãy giờ cái người mà em vừa chỉ là em nghi ngờ nhất. Không phải Bảo Cun đâu. Hả? À? Không phải Bảo Cun đâu. Chờ đây còn nó 3 người, không phải Bảo Cun rồi còn ai. Xin mời ba bạn nhắm mắt lại. Chịu. Xin mời Mr. T sẽ đưa tay về nhân vật nào mình loại ngay bây giờ. Cảm ơn. Xin mời Huy Cung. Cảm ơn. Xin mời Bảo Cun. Cảm ơn. Cái người nào mà chỉ em thì chắc chắn người đấy là cao thủ. Nhưng mà có 2 người chỉ em lận. Cho nên em bị loại ngay bây giờ rồi. Nói gì? Mất đoàn kết không hề nhẹ. Nói gì với người ta trước khi về với lại Danh Bi nè. Thôi, mãi là anh em nhé. Cảm ơn Huy Cung.